trở về sao thời đi hoang, đã chót mang lắm phép tội tình. Ngắm nhìn ngài chết khổ hình, chỉ biết buồn lặng thinh, thầm nguyện ngẫm lời kinh. Cúi đầu lòng con chăn trở, hồn con than thở, con kiếp người buồn nhớ, từng sống thờ ơ để chua mãi trong chờ. Tình ngài ôi cao vời như sông suối biển khơi, chạy đến mọi nơi ngài nguồn nước muôn đời, được ban xuống từ trời. Mang thân hình ta tới vẫn giang tay vời vời, mời gọi con đến nơi hương tình phúc ân chơi. Ôi tình Chúa rạng ngời, để lại quang đời bốn ba, thân xa đoa lắm dấu tội nhòa. Mối tình chẳng mấy thật thà, và chẳng lòng vị tha trong đời sống phồn hoa. Cúi đầu mặt đẫm lệ nhòa, từ giá xa đọa để trở về cùng cha. Ngài sẽ bỏ qua được ơn thánh giao hòa. Trở về sau thời đi hoang, đã chót mang lắm vết tội tình. Ngắm nhìn ngài chết khổ hình, chỉ biết buồn lặng thinh, thầm nguyện ngẫm lời kinh. Cúi đầu lòng con chăn trở, hồn con than thở, con kiếp người buồn nhớ, từng sống thờ ơ để chua mãi trong chờ. Tình ngài ôi cao vời như sông suối biển khơi, chạy đến mọi nơi ngài nguồn nước muôn đời, được ban xuống từ trời. Mang thân hình ta tới vẫn giang tay vời vời, mời gọi con đến nơi hương tình phúc ân chơi. Ôi tình Chúa rạng ngời, để lại quang đời bốn ba, thân xa đã lắm dấu tội nhòa. Mỗi tình chẳng mấy thật thà, và chẳng lòng vị tha trong đời sống phồn hoa. Cúi đầu mặt đẫm lệ nhòa, từ giá xa đọa để trở về cùng cha. Ngài sẽ bỏ qua được ơn thánh giao hòa. Cúi đầu mặt đẫm lệ nhòa, từ giá xa đọa để trở về cùng cha. Ngài sẽ bỏ qua được ơn thánh giao hòa. Cúi đầu mặt đẫm lệ nhòa, từ giá xa đọa để trở về cùng cha. Ngài sẽ bỏ qua được ơn thánh giao hòa. Cúi đầu mặt đẫm lệ nhòa, từ giã xa đọa để trở về cùng cha. Ngài sẽ bỏ qua được ơn thánh giao. Chúng ta cùng đứng để xin Chúa. Chúa phúc nên cha và con và thánh thần. Amen. Là Chúa là cha từ ái, mỗi năm mùa chay về, giáo hội tạo điều kiện để chúng con ngồi lại với nhau trong gia đình, một gia đình của niềm tin, tin vào một Chúa, một phép rửa, một giáo hội, một gia đình nhân loại, một tình yêu của một người đã sống và đã chết cho người mình yêu. Chắc gì buổi tình tâm này, mưu ích
con, để chúng con hiểu cái khổ của hỏa ngục, cái đau của người sống trong hỏa ngục, và cái sự tàn bạo, những hành động mà chúng con đun đẩy nhau vào trong hỏa ngục. Xin Chúa giúp chúng con nhớ lại cái giây phút mà chúng con đã cùng học với nhau, chúng con đã từng mơ ước thiên đàng, và chúng con có thiên đàng, và chúng con sống trong thiên đàng, và chúng con yêu thiên đàng, còn cõi phúc sung sướng dường nào. Xin giúp chúng con can đảm để biến hỏa ngục trần gian thành thiên đàng trần thế. Xin giúp chúng con biến những lời nói hỏa ngục trở thành lời nói khích lệ nhau sống trong thiên đàng. Xin giúp chúng con yêu Chúa và cho Chúa là dấu chỉ tình yêu một cõi thiên đàng trong đời của nhau. Xin Chúa cho con ân sủng của Ngài để con nói điều Ngài muốn con nói. Xin Chúa thêm sức cho dân của Ngài và thêm ơn để dân của Ngài muốn nghe những điều mà Ngài muốn họ cần nghe. Chúng con cầu xin Đức Giê-xu Kitô Chúa chúng con. Thánh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Thường thì có hát Tin Chúa Thần, và nó thấy giờ cũng đến rồi, mà người đông cũng đưa mình hát để hết giờ các cha 11 giờ. Đó là giả tội cho tất cả các cha. Một chai được bắt đầu vào thứ tư lễ cho, và thứ tư lễ cho thì chúng ta xếp cho lên trên đầu của chúng ta là biểu tượng sự khiêm nhường. Bình thường người ta nói là có ai người ta chết phấn lên mặt chứ không ai chết cho chấu lên mặt. Và lý do cho chấu lên trên mặt nó bụi bặm, hở ra thở vào khó, nó dơ bẩn, cảm giác như là mình ở dơ không có lo sạch sẽ. Nhưng mà cái ngày thứ tư lễ cho chúng ta lại can đảm để lắng nghe lời Chúa và sự khích lệ lẫn nhau để đến tham dự nghi thức lễ cho và thánh lễ mà có sức cho, để nhắc nhở mỗi người chúng ta khiêm nhường đủ để xin lỗi Chúa và xin lỗi nhau. Cho nên mới có một vị thánh Ignacio đứng sáng lập dòng tên. Ngài đã dạy cho các đồ đệ của Ngài, và Ngài có một lần đã nói: nước suối và mưa nguồn luôn luôn đổ xuống sông sâu và bể cả, là bởi vì núi thì cao và sông sâu bể cả thì thấp. Một người muốn đón nhận được ân sủng của Thiên Chúa thì người đó phải có lòng khiêm nhường. Và khiêm nhường đó được thấp giống như những dòng suối, những con sông và bể cả, thì nước mưa mới đổ xuống vào trong đó. Còn nếu chúng ta cứ cao lên trên đỉnh đồi, cao như thế này thì nước suối và mưa nguồn không có thể từ trên biển một cái chiếu lên trên núi cho chúng ta. Mình phải hạ xuống. Cho nên cái dấu chỉ xếp lễ cho, dấu chỉ cho mà chúng ta xếp lên để nói rằng tôi chỉ là cát bụi và tôi sẽ trở về cát bụi. Cho nên cái sự đấu đá phân tranh trong cuộc sống nó mang lợi ích gì? Có ai học chữ ngờ ai nghĩ rằng tuổi thơ sẽ qua, chẳng ai cầu ước già, nhưng mà tuổi già cũng sẽ qua trong đời. Có ta chẳng nghĩ tới, chẳng mong đợi lại cái chết, là tư khổ cái cuối cùng chết cũng đến nơi. Mọi thời khắc bạn ơi, còn gì hơn được sống thành thơi? Dẫu ai tài ai sắc, ai sang giàu ai khỏe ai đau, vì già trẻ bằng nhau, chờ mà đã gọi thì dạ về mau. Không có lựa chọn. Cái tư khổ sinh lão bệnh tử đến với tất cả mọi con người. Dù chúng ta có cố gắng uống thuốc tiên và có kéo dài thời gian cỡ nào, thì tôi cho chúc phúc cho quý bà anh chị em. Tôi không bao giờ muốn ông bà anh chị em chết sớm. Tôi chúc phúc cho anh bà anh chị em sống đến 150 tuổi đủ chưa? Đấy, có người sợ sống đấy, thấy không? Nhưng mà rồi kết cục
thế. Tôi sẽ nói về cái điều này như vậy. Ở trong Đức Kitô, chỉ có trong Đức Kitô mới cho chúng ta sống một cái sự sống có nguồn hy vọng và can đảm đối diện thập giá để sống tiếp. Chứ còn không thì càng sống càng cảm thấy cuộc đời con người thân lây lắm. Bằng chứng là cho sống thêm mà không dám sống. Và chính vì điểm đó mà ba trọng điểm bài đọc phúc âm Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết là ba điểm khi cầu nguyện á, thì các con đừng có giống như người già hình cặp cho to mà hãy cầu nguyện giữa mặt các con với Thiên Chúa. Nhà các con nghĩa là cha như bố mẹ kêu gọi đi lễ, và chính là Chúa bảo một mình con cầu nguyện trong nhà thờ và nó đủ rồi không? Hai con cầu nguyện giữa mình với Thiên Chúa và giữa mình cùng với anh em với Thiên Chúa. Sự hiệp thông của một gia đình, hiệp thông của một cộng đoàn, chứ đừng có lấy cớ để chỉ trích và thế như thế nào không? Mình đi cầu nguyện, mình có sự tương quan giữa mình với Thiên Chúa là lợi ích cho mình trước. Đừng có nghĩ tôi lễ vì người khác đó. Tôi lễ làm gì? Tôi lễ làm gì để cho cái rổ tiền thì phải cho tiền này, cho tiền cho ông cha cái được thích à, cho cái ban tổ chức được khoái à, thế này thành công à, nó thành công thì tôi càng xấu à, ngu gì mà cho. Ta so đo và tính toán, và cái so đo và tính toán đó nó thiệt cho chúng ta. Tại sao tôi nói thiệt? Nếu mà không giúp ích cho xã hội, no money thì no honey. Less money thì less service. More money thì more service. No money thì no service. Có tiền thì có sự phục vụ, nhiều thì phục vụ nhiều, ít thì phục vụ ít, và không tiền thì không có phục vụ. Mình muốn sống, người khác cũng muốn sống. Một giáo sư cũng cần phải mướn người này, mướn người kia để trả tài phố, để phục dịch, mua bảo hiểm, đèn, lửa, nước, điện, đủ thứ hết. Cho nên mới có bài kính mừng Maria, con đang lo trả tiền nhà. Thánh Maria, Đức Bà, con lo ra sẽ bị lay off. Mẹ biết nếu mà không chớp thì đời con thoi thóp không yên. Mẹ ơi, con có tiền để trả bill ga, nước và điện. Mọi người, có một vài người, nhiều người thì thích cái bài này của tôi là bài ở kinh Lona. Có vài người thì bảo là ông cha thì đá cái phá nhà à, phá cái lời mình của giáo hội mà không. Hãy nghe tôi nói tiếp. Đọc kinh Lona đây không phải là khích lệ người ta Lona, đâu có. Nhưng mà tại vì bản chất của mỗi người chúng ta có một cái khuyết điểm và yếu đuối Lona. Ai nói mình đọc kinh cầu mà trong cuộc đời không bao giờ lo ra là những người đã láo. Tôi thương thanh lễ đôi lúc tôi có lo ra. Và đặt vấn đề tôi có muốn lo ra không? Tôi không muốn. Nhưng mà trong tôi mang xác phàm của con một con người yêu đuôi. Tôi đang đứng lấy lễ xuất xác con người bước vào. Tôi tự nhiên tôi bị phân ai đấy gì? Có chứ. Nhưng mà không có nghĩa là lúc nào tôi cũng lo ra. Mà đôi lúc nó có lo ra. Mẹ của tôi lớn lên, trước khi tôi hiểu được Chúa là ai, gặp gỡ được mẹ là ai, thì tôi được nhận ra tình yêu của Thiên Chúa và mẹ Maria qua sự hiện diện của bố mẹ tôi cho tôi vào trong đời. Và tình yêu tương quan của cha mẹ tôi giống như một cái ví dụ cho tôi hiểu được tình yêu Thiên Chúa cho tôi cao quý và quan trọng như thế nào. Cho nên tôi hiểu được mẹ tôi thương tôi như thế. Mẹ ta tôi đã cố, mẹ tôi đã cố gắng nhắc nhở tôi sống đạo và sống tốt như thế nào và đạo nó hữu ích như thế nào. Nhưng mà cũng có lần tôi đang nhớ, nhiều lần là một lần, mẹ tôi đọc kinh Chiên Chi Lo Ra, kinh mừng Maria, đóng cửa chuồng gà cho bay. Tại vì gia đình tôi đói khổ, nhiều khi ăn bữa cơm này không biết là chiều nay có cái gì để ăn không. Có những kỷ niệm mà một trái xoài mà mẹ tôi có bốn người con gái đầu tiên rồi bốn người con trai, một trái xoài phải chia làm tư,
mà chỉ vì cái hột xoài thôi mà nhiều khi anh em đánh nhau đấy. Người ta bảo qua tôi nói là đánh nhau ngu đầu, anh em như thể tay chân sau vì vương vấn đất nhà mà đánh nhau. Anh em tình nghĩa đậm sâu sau vì nải chuối bùn cao mà giàu. Đánh nhau u đầu là bởi vì ai cũng muốn làm giàu. Là vì chúng ta chú tâm vào cái sự làm giàu đó mà chúng ta quên đi cái sự tương quan anh em mật thiết giữa anh nhau. Chúng ta quên đi là xếp áo gà tiền phải có tiền mua tiền cũng được, không tiền mua thước mua lược cũng chẳng xong. Có tiền thì đời hết long đong, không tiền thì đời thấy cù nhông cù nhèo. Độc thân chẳng có ai theo, ra được về nhà vợ nhéo, vợ leo lên đầu, mẹ chồng cũng thành nàng dâu. Nhiều bà nói ở cha ơi, ngày xưa thì có mẹ chồng con dâu thôi, còn qua bên Mỹ này con dâu nó là mẹ chồng của con. Cho nên con dâu đặt đâu thì mẹ chồng ngồi đó, chứ đừng có chuyện mà ngày xưa mà mẹ chồng nói sao là con dâu ngồi vậy, không có đâu cha ơi. Và dạ con cảm ơn bà nói đúng. Sao cha biết vậy? Là bởi vì con làm một vụ có nhiều người vào than thở. Mẹ chồng cũng thành nàng dâu, ăn hàng á thì phải giấu, mà ngủ lâu á thì con dâu nó rầy. Thói đời phải quấy là đây, đồng tiền giấy lại có vây cánh rồng. Bởi vì chuyện gì cũng xong, xử người xử việc rất thông mà lại tài. Bởi vậy khuyên kiếp trần ai, đừng có mà nghĩ không đi làm, không có tiền vẫn ok. Đấy là cái về tiền. Nhưng mà thật sự tiền có làm cho mình có tất cả không? Trong cái buổi tĩnh tâm đây đã có 3 người tại Toronto đã chia sẻ cho tôi về cuộc đời của họ. Con là một người 3 giờ làm biếng, không bao giờ đi lễ. Là bởi vì mỗi lần cuối tuần mà con đi lễ 1 tiếng hay 2 tiếng đồng hồ của con có thể làm ra được hàng 500, 1.000 đô la. Cho nên con không thể chấp nhận bỏ được. Và con đi làm để có thêm tiền, mua thêm nhà, mua thêm cửa, vân 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 vân. Và con ước mong tất cả mọi người nhìn vào sự thành công của con. Sướng chứ cha, được người khác khen mình giàu có, thích chứ cha. Được người ta khen mình đẹp, thích chứ cha. Không có tiền làm sao mà sửa, làm sao mà bơm. Tôi không nói bơm với sửa vậy nha, tự ai hiểu thì hiểu. Nhưng mà tôi nói tôi không chống đấy. Nhiều người cứ hay nói mà khinh, rồi các kiểu khinh bỉ là phải sửa sửa sắc đẹp vân vân. Mà nó đẹp thì tốt, làm điệu mà điệu đẹp được ấy thì nên điệu. Bởi vì nếu mình không điệu mà mình xấu quá như con ma, đôi lúc ông xã nó thấy cái đứa hàng xóm nó đẹp hơn vợ mình, cho nên mới chuyện chán cơm thèm phở là cái chỗ đó vào đấy. Mà cái quan trọng ông bà mình nói là gì? Được cả người mà được cả nết. Mình chú tâm làm việc giàu có mà mình quên đi một điều và đa số chia sẻ với các linh mục chúng tôi là gì? Không đi lễ, không có cơ hội đưa con mình đến nhà thờ gặp Chúa. Thế chuyện gì? Nó chơi với những chúng bạn xấu. Nó bắt đầu nhìn vào internet, nó coi những cái này cái kia, học hư. Bố mẹ đi làm về trễ, đâu có giờ con ơi, con đi khỏe chưa? Ăn gì chưa? Dạ con ăn rồi. Vào tới nơi nhìn vào, cái mẹ nó ngủ, giả đò ngủ. Bố mẹ mà đi ra, đóng cửa bật internet lên nói chuyện. Em đó hả? Sao đây mày muốn hẹn tao cuối tuần sau đi chơi gì? Làm cái gì? Và đã ít nhất 3 người tại Toronto trong cái thứ 4, thứ 5, thứ 6 vừa rồi, một tuần này này, con giảng tình tâm. 3 người đã chia sẻ. Con cảm ơn cha buổi tình tâm nó đúng lắm.
đời của con mất sạch là bởi vì một trong những người đó, hai đứa con trai của con đều dính vào xì ke. Con cứ nghĩ rằng con đi làm để kiếm nhiều tiền sau này cho cuộc sống của con, cũng phụng cho cuộc sống của con đầy đủ, và có gì thì cho con của con được sung sướng, muốn cái gì được đó, muốn gió có gió mà muốn mây có mây. Nhưng mà khi con khám phá ra được rồi, hai đứa con của con nó vào xì ke bài bạc và nó xin tiền rẻ thì nó gì, nó tiêu rẻ, nó tiêu rẻ rồi nó không có tiền, nó chuyển qua ăn cắp ăn trộm. Và cuối cùng cha cầu nguyện cho con là con hiện nay đang ở trong tù chung thân, bởi vì nó dính líu vào ăn cửa đâm chém và giết người. Cho nên cái cơn cám dỗ mà giúp cho mỗi người chúng ta ở điểm này là gì? Cơn cám dỗ nhắc nhở mỗi người chúng ta tại sao mà Chúa muốn nói là gì? Người ta sống không nguyên chỉ nhờ cơm bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Nếu mà trước đây những năm trước tôi làm ít lại một tí, chớ gì mà tôi không có tham lam nhiều tiền quá, tôi có giờ để cùng giây phút một tuần ít nhất là một lần đưa con của tôi với vợ tôi với chồng tôi đến nhà thờ nghe lời của Chúa, thì nó không có giờ để giao du với những bạn xấu. Thay vì giao du với bạn xấu, nó giao du với những bạn giống như những người con khác đem đến cùng có đạo, cùng công giáo, cùng sống trong một cái nôi đạo đức. Chúng ta không hoàn hảo, và chính vì không hoàn hảo cho nên chúng ta mới cần nâng nhờ lẫn nhau. Quý vị cứ nhớ câu chuyện không? Em bé mà nó ở gần nghĩa địa, con nít nó học mau lắm. Nó ra ngoài nghĩa địa mà thấy người ta ở ở Việt Nam này hay gì đấy, là y xì cái nhóm mày sống gần nghĩa địa, bắt trước mày làm người chết, chúng ta khiêng mày, mày làm người thổi kèn. Con nít nó học. Bây giờ nếu mà nó sống ở gần trường học, nó thấy thầy, thầy cô giáo sách trường học, thấy sách, à, tao làm thầy giáo, mày làm học trò, tao dạy mày, vân vân. Ai là người giúp lễ có kinh nghiệm giống như tôi? Các cha là các cha thấy không có. Tôi là người đi bắt đầu nhà thờ và biết giúp lễ, nhìn thấy các cha mà áo lễ, tại sao con lính của chúng ta về làm gì? Nhiều người kể, cha cha nó thích làm cha lắm, cứ bắt con phải mang cái áo giống như cha mà lúc ấy có gì? 4 năm tuổi, 6, 7 tuổi, biết gì đâu, thế mà cũng bắt cắt áo lễ, mặc áo lễ vào. Con làm lễ, mẹ là giáo dân của con. Đấy, cái sự bắt chước như vậy. Đó là cái điểm mà tôi nói. Mình hãy tạo cái môi trường và cái điều kiện cho con mình nó học cái điểm đó. Đừng có tạo cái điều kiện ăn gian, nói dối. Và ma quỷ nó khôn ở đó. Nó sẽ dụ chúng ta vào mày, thấy không? Được nhiều nhà này người ta khen mày. Thấy không? Ở tao có kinh nghiệm rồi. Bằng chứng là khi tao được cái building thứ hai thì bạn tao nó khen tao, nó cư xử khác hẳn luôn. Cho nên tao quyết định làm thứ ba, mày thứ tư. Mà anh em, con hy vọng là đừng ai, con mới đến đây con không hề biết ai có nhiều của đâu nha. Đừng có nghĩ ông cha nói tôi có. Cha tao có câu mày vui lắm, nghèo chứ là Chúa thôi. Cha, tao phải nói cho con cảm thấy được. Con giảng, tự nhiên sao anh lễ có người lại. Cha, cái đứa nào ở con nào kể tội của con mà ngày hôm nay cha lại giảng về cái đề tài đó? Ở đề tài gì? Cha đã nói đề tài về gia đình của con như vậy. Bảo tôi đâu hề nói bài gì đâu. Còn không phải hả? Từ A đến Z câu chuyện mà cha kể giống ý cha của con rồi. Thì nếu mà không có người học cho cha thì ai học được? Mà cái người học đó con chỉ kể có 2-3 người đó thôi. Mà tại sao mà tới tay cha thì hai con quỷ cho nó học đài cho cha rồi? Không phải chứ, không. Không ai học hết. Cha hỏi là chú ngây ngô trò chứ, tôi không hề, tại sao lại đổ bác? Còn phải chối nữa. Con thấy cha giảng, cha nhìn vào mặt con chừng như vậy này. Thế cha bảo, lại Chúa tôi phải trên bục giảng xa như thế này, tất cả mọi người dưới đây. Thì tôi nhìn xuống dưới đây thì tôi nhìn quý vị, tôi nhìn ai? Nhưng mà ai có tật giật mình? Ba bảo là cha nhìn con. Tôi nhìn tất cả mọi người. Bây giờ tôi nhìn xuống như vậy, quý vị thấy tôi nhìn quý vị không? Ai cũng thấy là cha nhìn mình hết. Không phải một mình bà nhìn, thấy tôi nhìn bà đâu. Tất cả mọi người đều thấy tôi nhìn họ. Và tôi thấy họ nhìn tôi. Bà lên nói chắc cha ấy. Chân con hy vọng là buổi tĩnh tâm đừng nghĩ vào trước cha này. Hay là lời kêu trước cha còn bằng tổ chức nào nói về đấy. Nó xịt kìa là cho các chuyện câu chuyện không có.
Cái này là nói bông trong. Cho nên hôm qua con nói rồi, ai cũng có tội. Và cái người đang giúp cho quý bà anh chị em gửi tín tâm này là người cũng có tội. Đức Giáo Hoàng cũng có tội, Hồng Y cũng có tội, bên Phật Giáo Hàng Đại Đức cũng có tội, rồi cha mẹ xuống làm vậy, cha mẹ cũng có tội, con cái cũng có tội, cháu cháu cũng có tội. Và cái người ông bà nguyên tổ mà sinh ra loài người chúng ta là Adam Eva cũng tội. Thánh Augustino cũng đã một thời được gọi mình danh như vậy, một con thú đi hoang, một nhà thần học, triết học và những điều cho chúng tôi học hỏi, cũng là người có tội. Cho cái điểm không phải là tội nữa, mà là cái điểm là chúng ta biết nó là tội nguy hiểm như thế nào. Và chúng ta ngồi ở đây để phòng hờ và khích lệ nâng đỡ nhau. Cái vấn đề không phải là tội nữa, mà là tôi có đủ yêu mà tha thứ cho tội của chồng, của vợ, của con, của cha, hay của dân Chúa, hay của nhau hay không thôi. Từ cái câu chuyện Hỏa Thiên Đàng nhé, giờ bây giờ chúng ta đề tài tí nữa. Đang khi ngồi chia sẻ cuộc sống, có người chạy lại chia sẻ: cha cha, cảm ơn cha về cái đề tài ngáy. Mà từ cái ngáy đó, tí xíu nữa vợ chồng con đổ vỡ. Nhưng mà sau khi chia sẻ về, tự nhiên vợ con khác hẳn. Bây giờ tôi kể câu chuyện. Hôm qua tôi nói đó, khi bắt đầu quen nhau cũng cái tiếng ngáy đó, biết bao nhiêu người dẹp pha bỏ nó đi, bao nhiêu thằng bác sĩ, kỹ sư vân vân, sao mày không lấy, mày lấy cái thằng này. Thì bà chứ tại vì đục tính. Đấy. Chẳng ham dụng cả ao sâu, ham rằng anh Tú sạch sâu mà lại hiền, cho nên tao chọn cái anh này. Nó ngáy ghê gớm lắm, sao mày biết? Tụi mày picnic không sao, tiếng ngáy của nó như một bản tình ca vân vân, đúng không? Chúng ta có mình kể chuyện rồi, như một bản tình ca gần bên tao thích lắm. Nhưng mà hôm nay câu chuyện của hai vợ chồng là thật, đấy là một câu chuyện thật. Khi lấy nhau rồi, cuộc sống mệt mỏi đụng chạm với này kia rồi, cũng câu người đó về bắt đầu đạp vào cái người ngủ một ngáy như con bò. Đấy, đâu còn bản tình ca nữa, chuyển thành con bò rồi. Ông bằng ngáy mà dí vào cái này đi, kéo cái mặt vào chỗ khác. Không có lần có bà vợ nữa, toàn lấy gì, lấy cái khăn cái đọc cái miệng. Bà có lần ông bảo này, chú tôi tí xíu vào con chết này. Lần có lần muốn bà giận cái gì, tại có câu chuyện bà giận quá, không phải chúng những là ghét cái ngáy của con, không những là không lấy cái khăn hay lấy cái gối, bà chơi mùa đông như thế nào, bà lấy cái chăn dày bà đắp cho nó ấm, bà phủ lên đầu con cho mày chết ngay với ngay. Ông bảo là chú chú cái này ông bảo quá, ông qua quả bảo ngay bà ơi, bà đang ngủ vậy chứ, làm gì vậy, đang ngủ ngáy to, người ta mất ngủ rồi, người ta ngừa với chồng mắt, cái là còn còn là còn tha ngủ đi. Thầy xuống được cái áo quay lại, thì ra ông tiến sĩ chốt một bài kéo chàng xuống, cứu được ông. Từ thiên ngái hả? Một thiên đàng, một tích tắc, câu chuyện tích tắc còn nhớ đâu, đã chuyển qua một cuộc đời. Nhưng mà vẫn chưa nguôi, chưa tha đâu. Bà đã diễn tả, người ta cũng ngái, nhưng mà cái tiếng ngái của ông á, nó khó ưa lắm, ông có biết không? Tôi nói cho ông này, ông ngủ nè, không những người ta ngáy đều đều rồi thôi, ông á không những ngáy mà ngáy như sao mấy ngày leo dốc vậy, lên khò tao nhỏ lên ở đây, khò lên tao nhỏ lên, còn chưa nữa đáng ngáy còn thuốc mơ nữa, ướt hết cả mặt người ta này. Ngáy thì cứ được ngáy đi, mà cứ như xe cái máy cài leo dốc, rồi lại còn phun mưa, còn giống như thổi kèn nó phù về nữa, cho cái mặt ông khó ưa lắm. Ngáy thì phải ngáy cái mặt nó dễ thương một tí, cái mặt càng nhìn càng thấy xấu.
thì lớn chở vài ba của em. Hai cái mắt thì nhắm nghiền lại. Diễn tả hết nhiều lắm, xấu ơi là xấu. Sao khi ông cha gặp ai cái người đó, những người đó gặp ông cha, ông cha bảo chứ là về hãy làm như thế, ông ta làm như thế này. Thay vì ông ta bảo chứ con mẹ mày, tao ngủ là sao tao biết được thế này đấy đâu, mà mày lại bày ra như thế. Bà cũng ngáy mà có biết không, nói giảm nói dối, làm gì có chuyện ngáy. Tôi không bao giờ ngáy. Ông bảo chứ mở lên, mở luôn cái máy lên. Tiếng ngáy của ai đây? Của cái con nào đây? Cái con này này, cái con đang chửi tôi đây này. Tiếng ngáy. Thì nghe đi. Cũng có lúc to lúc nhỏ lên nó cài lo dốc cái này, có không? Cũng ngáy. Một cặp khác. Từ cái này tôi mong anh bà anh chị em dùng những cái ví dụ khác trong cuộc đời của mình để phải thay đổi. Và ngày thật như thế này cũng một tiếng ngáy mà ngày xưa mình chịu được, bây giờ mình lại không chịu được là bởi vì bắt đầu mình giận hờn, ghét ghen, tức tối. Rồi tiếng ngáy đó trở thành còn là bản tình ca nữa, mà trở thành một cái gì đó tai họa đáng ghét. Ông chồng bắt đầu nghe lời khuyên của các cha thì gì? Em ơi em, sáng vừa ngủ dậy các anh cạch xuống bức tức lắm, à, mất ngủ đêm qua mà. Thì thay về ta ly cà phê, anh đi uống cà phê. Làm gì đây? Lại sắp sửa làm cái gì vậy? Giờ đã vào đó được đút lót hả? Thì vợ hãy đón nhận vào, uống vào sung sướng chứ. Bình thường thì mình rót cà phê cho vợ cho chồng, hôm nay để chồng rót cà phê cho mình. Đưa lại hỏi, em ơi, em có vẻ mất ngủ mệt mỏi. Rồi vợ sắp sửa, vì ai mà tôi mất ngủ đúng không? Đấy, thay vì không, thì vợ được nói liền. Anh biết vì ai? Hay là vợ? Vì em. Tại sao lại vì ông? Vợ sẽ phản ứng liền, tôi bảo đảm. Tại sao vì ông? Tôi mất ngủ với chị đâu, thấy không? Luyện cái tư tưởng chuyển liền. Vì anh ngáy to, anh mất ngủ. Một người khác áp dụng là gì? Hôm đó thay vào đi ngủ, biết là mình mệt hết, ngáy to. À, tự nhiên, tốt đó. Ông mới đi vào, khác không nói năng gì hết. Chờ đi ngủ, ông chồng ôm luôn cái gối vào trong giường và đến gối thay vì ngủ xuống thì không, ôm cái gối đây là sofa nào. Bà vợ đang giận mà về. Bà quái lạ, ông này sao lại cái gối ra ngoài. Ông bảo chứ bà đang, ông đang làm gì đây? Anh đi ra ngoài. Tại sao phải ra ngoài? Là bởi vì anh không muốn tiếng ngáy của anh. Là biết điều nha. Sống mấy chục năm rồi, bây giờ lần đầu tiên thấy biết điều như vậy. Ừ, đi ra ngoài đấy. Và vợ vào trong nằm ngủ. Mọi lần tiếng ngáy ông không cho mình ngủ được, nhưng mà hôm nay sao mình cũng không ngủ được. Cứ trang qua trở lại. Mọi lần mình ngủ mình giơ cái tay phất như vậy, nó kéo cái cổ. Như vậy cái thân của ông là cái tiếng cổ nó cũng quen rồi. Tự nhiên mình có hôm nay mình cũng phất như vậy. Phải gì nó đều phèo, mềm phèo là cái nệm lại không thấy quen. Cho mình cái cảm giác ngủ một mình không có cảm giác an toàn. Tôi muốn có một cái người nào đó ngủ gần tôi. Thế là bà mới dậy chạy ra ngoài nhìn ông ấy. Ừ, mái tóc của ông leo meo vài cọng. Nhưng mà ngày xưa đâu phải vậy đâu. Một thời mái tóc bồng bềnh như là sắp nhiệt trượt. Mình đã từng khen ông ấy mái tóc bồng bềnh. Đôi mắt ấy, ngày xưa mình đã từng nói, đôi mắt anh đã làm cho em mê hoặc. Rồi cũng cái điều đó ông nói ngọt ngào, mình cũng gì. Vậy là sao mình lại nóng lên thì vậy? Đặt hết tất cả những cái điều đó như vậy. Thôi, vì ông cũng hy sinh một cái vợ mình. Cái này cũng ngược, mình có thể nói ngược lại, vợ mình ra như vậy nhé, phải chỉ có nó chồng. À, vợ mới chửi. Honey, 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 dậy. Thôi em phải đi,
dậy đi vào trong giường ngủ khóc lóc anh lắm. Thay vì nói là tiếng ngáy của anh lắm, bà vợ lại khác nó với cái giọng điệu khác. Em ngủ một mình không quen, sao vậy? Em ngủ không bị ngáy thì ngủ ngon hơn chứ, nghe tiếng ngáy thì ngủ ngon. Không, anh quên à, em sợ ma. Em ngủ một mình sợ ma, anh không nhớ sao? Có những lần em đi ngủ một mình, em có gọi cho anh, hỏi thăm anh về em sợ ma. Rồi anh cũng đã chia sẻ với em khi anh đi làm, anh nói rằng anh ngủ một mình không có quen. Tự nhiên anh nhớ giọng của mình, anh nhớ tiếng nói của mình, anh nhớ cái bước chân của mình đi, sự qua lại trong căn nhà, anh quen rồi. Bây giờ anh đi đây đi làm xa, dù ngủ khách sạn 5 sao với giường êm sang trọng nhưng mà anh vẫn thấy không quen. Nó có tôi là người có tội không? Ai có thể can đảm chúng ta cùng với nhau nói, chỉ vào mình nói đi. Tôi, đừng có chỉ qua vợ hay chồng mình nhé. Chỉ vào mình. Tôi, quý vị nói tên của quý vị ra. Tôi là Nguyễn Tiến Linh, quý vị tên gì? Sao lại nói tên tôi tiếp nữa vậy? Nói tên của mình lại lần nữa. Tôi là người có tội lỗi. Tôi là người có yếu đuối. Tôi là người cần Chúa. Tôi là người cần anh. Tôi là người cần em. Tôi là người cần cha mẹ. Tôi là người cần con cái. Tôi là người cần các cháu. Tôi là người cần ông bà. Tôi là người cần cộng đoàn. Tôi là người cần bạn bè nâng đỡ tôi. Khích lệ tôi khi tôi yếu đuối. Tha thứ cho tôi khi tôi có lỗi lầm. Nhiều khi tôi cố tình, và cũng có nhiều khi tôi vô tình làm điều lỗi đó. Cho nên tôi tên là đó. Xin lỗi tất cả những người mà tôi vừa nêu tên. Xin Chúa làm chứng và tha tội cho tôi. Và xin tất cả mọi người tha tội cho tôi. Amen. Xin lỗi, có bị chết không? Có người nào chết không? Cho tôi biết, tôi đưa nhà thương liền. Thấy không? Không chết. Vậy mà ở nhà không can đảm để mà xin lỗi như vậy. Xin lỗi. Anh tên gì? Chung quay lại nói đi. Anh tên gì nói? Là người có tội. Anh xin lỗi em. Honey. Hát ra nhé. Ngâm. Tên gì? Là người có tội. Là người có lỗi với anh. Honey. Tha cho em. Tha chứ. Ôm nhau cái, hớt nhau cái. Thấy dễ dàng không? Tại sao những cái điều như vậy mà không làm? Để một chút xíu như vậy mà nó thành là mưa thành gió, trở thành hoãn ngục của đời nhau. Rồi chúng ta giải lao 5 phút và ăn uống xin tội thương sinh. Tội với các cha. Và khoảng 5-10 phút sau chúng ta sẽ trở lại một cái người rất là tuyệt vời nhé. Tôi sẽ nói như thế này. Chúng ta cho Chúa là sự sống trong lòng của chúng ta nhé. Cảm ơn mạnh và ân sủng Thiên Chúa cho chúng ta. Bởi vì chúng ta học ở Chúa không có chú tâm quá vào vật chất sang hèn giàu nghèo đúng sai vân vân, nó để rồi mà chả đưa nhau vào trong cái cuộc sống hỏa ngục không tha thứ được. Và bài thứ hai của mùa chay rất là quan trọng. Tuần thứ hai của mùa chay là cái tuần bài đọc của tuần trước đó, quý vị còn nhớ không? Là câu chuyện Chúa Giêsu biến hình trên núi. Chúa Giêsu muốn nhắc nhở cho tất cả các tông đồ biết rằng cuộc sống hiện tại của con cũng có thể trở thành sáng láng và tốt tươi, sự sống vĩnh cửu nơi trên trời, nơi thiên đàng, nơi vương quốc, nơi một cái thế giới bên kia giống như ta. Cho nên Chúa Giêsu đã biến hình trên núi trước mặt các ông. Nhớ câu chuyện đâu? Gioan, Giacôbê và Phêrô đã chứng kiến. Chính vì vậy,
mà các tông đồ được khích lệ. Sau biến hình đó thì Chúa cũng muốn chúng ta cũng như vậy, không phải chờ sau này chúng ta mới được lên thiên đàng, mà ngay bây giờ chúng ta cũng có thể ngảm nghiệm được thiên đàng nếu như chúng ta muốn. Và nếu chúng ta muốn thì phải làm gì? Phải biến đổi, biến đổi cái hành động mà nó không có xây dựng trở thành xây dựng, biến đổi cái thái độ không có tha thứ trở thành bao dung, cái cử chỉ không có yêu thương trở thành quảng đại. Đó là sự biến đổi. Và khi biến đổi như vậy, chúng ta trở thành một con người mới hoàn toàn. Và khi này chúng ta đã nhận lỗi của mình. Bây giờ trước khi một cái nghi thức bắt đầu, con bắt đầu mở màn một bài hát được gọi là Tình Chúa Gọi Mời. Giống như lời của Chúa gọi mời quý bạn anh chị em thật sự như vậy. Để chúng ta bắt đầu vào nghi thức. Thì sẵn sàng hết chưa? Giờ mình có thể vui vẻ vỗ tay được không sao hết. Hả? Thế nhỉ? Rồi, cái này vỗ tay em cho không tung thoải mái chứ mình bắt đầu rồi. Tình Chúa gọi mời ta đến bên Ngài, bằng chính cuộc đời Chúa đã thương ta, luôn mãi thiết tha. Trên cây thập giá Chúa đã chứng minh tình yêu bất diệt, đừng mãi chần chừ, lòng tin trai đá hãy cứ vững tâm và đứng quan phòng. Còn tình yêu nào cao quý hơn tình của người gian sống chết cho tình yêu? Bên chiến đi hoang được cười chân dân, ăn uống hoa quê trên đồng cỏ xanh. Mày chiến trăm con dù là một con vẫn được hùng tư xác thân mình lại. Thầy bảo anh em trên trời sẽ vui vì người hối lỗi hối cái ăn năn. Còn ai những ai em hoài toàn tính, em hoài toàn tính lên án kết tội anh em của mình. Tay cái điện thoại ai chẳng muốn kiếm ủng hộ con người. Thiên Chúa dựng nên ngày cho những ai không bao tìm lại. Vậy nào những ai đang tâm hãm hại anh em của mình, hãy mở lòng ra để mà giao hòa, nhìn lên thành ra hiểu Chúa yêu mình. Chúa gọi mời ta đến bên Ngài, bằng chính cuộc đời Chúa đã thương ta, luôn mãi thiết tha. Trên cây thập giá Chúa đã chứng minh tình yêu bất diệt, đừng mãi chần chừ, lòng tin trai đã hay cứ vững tâm và đứng quan phòng. Còn tình yêu nào cao quý hơn tình của người gian sống chết cho tình yêu? Còn tình yêu nào cao quý hơn tình của người gian sống chết cho tình yêu? Còn tình yêu nào cao quý hơn tình của người gian sống chết cho tình yêu? Người cầm trên tay của mình một cái đinh nhé. Chỉ một cây nhá, một cây, và đừng để cây đinh của mình rớt xuống. Chỉ một cây, mỗi người một cây, truyền cho nhau, cái người dư thì trả lại. Thì tôi tin là chẳng ai thích có đinh trong đời mình hết, cho nên sẽ lấy nhiều quá. Một cây đinh là đủ rồi, đủ đóng đinh nhau chết rồi. Thank you.
Mỗi người một cây đinh, đinh của ai người ấy cầm? Không. Mỗi người một cây, không có hai ông bà nó một đinh nhé. Rồi xong chưa hả? Xong hết chưa? Quý bạn sẽ đa số lấy cái đinh nhỏ. Tôi thấy tôi tội nhiều lắm, tôi lấy đinh lớn. Quý vị cầm cái đinh mình lên trên tay, cầm cái đinh tay phải. Quý vị có ngon giống tôi đi. Chơi cái kia không ngon, mình chơi qua cái này ngon hơn. Cuộc sống linh động. Đôi lúc cái chiến thuật này, cái cách này không có linh động làm cho xã bà xã mình happy. Mình phải linh động đổi, cứng nhắc. My way or freeway thì chết nhắc rồi. Linh động. Hôm nay ăn cơm, ngày mai ta bảo nhau. Cái gì đấy? Anh đừng có chỉnh lên xuống nữa. Anh mà chỉnh lộn xộn nữa tôi đi kiếm người khác bao giờ đấy. Không trả lương anh đâu. Nói đùa. Và cái thứ hai, đôi lúc tôi nói khôi hài mà đó là nghệ thuật luôn. Cái thứ hai nó ngoài cái nền linh động còn phải có cái sense of humor. To hơn nữa, phải kéo ra. Chỉ một lần. Mà nếu anh không nghe lời tôi, anh chỉ to hơn. Hồi nào người ta la anh. Còn nếu anh nghe lời tôi, mà nhiều khi cái cách của tôi nó dở em, dở hơn vợ ông động. Nhỏ quá thì càng chết. Tôi nghe tôi thích là chết. Sự linh động. Và yếu tố thứ hai đó là good sense of humor. Đôi lúc phải biết nói khôi hài. Tôi nói như vậy chứ tất cả mọi người mà ông ta không tự ái. Bởi vì tôi vừa nói vừa cười. Tôi vừa nói và vừa nhìn anh với một ánh mắt dễ thương. Tôi nói không có ý gì hết, vô thưởng vô phạt. Tôi nói là anh mà không làm thì kiếm người khác làm. Tôi mới đến cái thằng khỉ gió nào đâu mà nhờ. Ngoài anh ra còn ai giúp tôi nữa. Đấy. Cho nên đôi lúc mình nói một cái câu khôi hài mà nó lại được việc. Nó được việc. Mà gia đình lại êm ấm vui vẻ, tại sao mình lại không nói khôi hài? Có một lần mình cười lắm, mấy đứa con nó bảo nhau, mấy đứa nhỏ chứ chưa nó. Nó bảo nhau hôm nay ngày em, hôm nay sinh nhật của ngày kỷ niệm thành hôn của bố mẹ mình 20 năm. Mình bảo nhau làm việc nhá. Làm việc đây là nó surprise. Mami, hôm nay mami đi theo con đi ra ngoài kia làm đẹp. Làm gì? Đây là mái tóc Việt Nam, quý vị biết rồi, hai để tóc dài tóc thế đấy. Đi ra mình ra ngoài uống tóc và cho tiền mẹ đi uống tóc làm mẹ, làm leo hay làm neo đẹp. Đấy. Làm neo người bác gọi cái làm neo hay làm leo. Mẹ đi làm leo lại đi. Đang làm leo đây là mẹ đứng lên. Vâng, mẹ đứng đây, mẹ làm neo. Trước đây mẹ mái tóc dài. Cái hồn này phá thế mình nhỉ. Tóc dài thế này, bây giờ mẹ đi theo. Thế là nhờ tiền của con cho mẹ hai lần tay đẹp, ơi là đẹp. Bà bố đi làm chưa có về. Mẹ ơi, tí bà bố về lúc con đưa mẹ ra. Con nói cái này thì mẹ ra nhá. Thế là mẹ cũng có lý. Bao nhiêu năm nay mẹ cũng muốn làm đẹp, muốn làm gì nhưng mà ngại. Ông chồng cứ càng nhà không có gì. Đại khái bà đời xấu hổ. Hôm nay có cơ hội nghe lời con. Vừa làm xong đi ra, thế là đứa con bố vừa bước vào trong nhà dọn cơm sáng đi em rồi. Đứa con bảo chứ hôm nay 20 năm về trước bà cũng giờ này, ngày này và 20 năm về trước có một chàng trai đã nói cớ gì mình gặp nhau đây, cho chim lần cánh, cho cây liền cành, cho tình đẹp được trong tranh, cho anh tình thắm đắm trong tình chàng. Trai tài hết cảnh lang thang, cái đẹp chẳng cảnh minh
mang đợi chờ. Bây giờ gặp gỡ từng giờ, nhớ đừng bỏ lỡ tình mơ một đời. Vợ chồng nhớ mãi người ơi, thiên duyên tiền định chọn đời có nhau. Cho dù gặp cảnh buồn đau vẫn hoài hiểu thấu những câu chung tình. Chúng ta hãy cho một tràng pháo tay để chào đón cô dâu cung tàng tôn nữ thị Diễm Hoa đại khái như vậy. Bước ra nó hồi rồi, nó hồi cái cửa mở rộng. Mẹ thì đi xuống, cô dâu tiếp tha áo đi xuống đẹp. Và đưa lại, giống như ngày đó đưa lại trước mặt ông bố. Tôi nói, bố đứng lên, đứng lên làm cái gì? Là bố cứ nghe lời chúng con đứng lên thì đại khái vừa mềm vừa cuốn cuốn. Vừa lúc ra đã ông bố đang ngồi thôi đứng lên. Rồi ra tay là ông bố nhìn mặt bà xã nhìn đi, đấy. Ông bố làm ngay câu chứ. Bà làm cái trò và trò hề như vậy. Thay vì khen ô bà đẹp phải không? Hôm nay bà làm cái trò hề đấy. Đó là giận dữ lên. Tôi nói bà bao nhiêu lần rồi, mái tóc thề này là chỉ dành cho tôi, không được cắt đi một cọng nào hết từ lúc tôi gặp bà cho đến khi bà chết. Mà tôi mà có chết trước bà, tôi dặn bà đừng lấy ai nhé. Con tim của bà dành cho tôi mà thôi, và mái tóc của bà dành cho tôi mà thôi, tại sao bà lại cắt nó đi? Da bà đẹp như thế này, tôi ngắm tôi khen bà hàng ngày chưa đủ sao? Và bà đi nghe cái nửa đỡ nào mà thoa vấn cho bà, nó làm cho cái mặt của bà ma chẳng ra ma, quỷ là chẳng ra quỷ, người không ra người, mà ngợp cũng chẳng ra ngợp, giống cái gì ấy? Ào ào mấy đứa con, bà vợ chồng càng nói vợ càng chảy nước mắt, mấy đứa con nó càng tinh hửng. Mình cố tình làm set up biết bao nhiêu ngày tháng là để ngồi đi mắc cỡ gì nữa. Quý vị thấy không? Đôi lúc mình tắt sau khi đó rồi, ông bố mới ngồi về đây mới nằm nghĩ lại. Nói thì nói vậy, công nhận cái bà này bà sửa soạn lên còn đẹp thật. Cái bà thư ký làm ở công ty mình cũng không đẹp bằng bà này. Lạ đời, mọi lần mình nói là thôi, bà ấy bảo, bà nói em thích một lọ nước hoa, mà mình cứ tiếp, mình không cho bà đi shopping nước hoa, đâu phải là vì mình không thích mùi nước hoa, thì hóa ra mình trùng sò, không muốn bỏ tiền. Hôm nay mấy đứa nhỏ xịt nước hoa cho vợ mình, công nhận nằm ngủ, nó cũng có cảm giác khác thường. Ừ là mọi lần sau nên nó có cho mình cái quà gì đó mà mẹ chồng vả nói mình không tin cũng thật. Hôm nay đến công ty ngồi gần thằng nó làm chung, nó có cái mùi thung thủng thì ra mùi hôi lách, nó gọi là mùi hôi lách. Rồi nó cũng nói mình thả hôi lách, thế là hôi lách. Hôm nay cái đứa nhỏ có lẽ nó biết bố cũng có cái mùi hôi lách mà nó không dám nói với bố, ngại nó tặng cho mình cái lọ hôi lách thơm lên, nó tặng cho mẹ nước hoa, bố ngửi vào thấy thơm, đâu còn quên lấy mùi thơm của cái người nào nữa. Cho nên mình phải nghĩ đôi lúc những cái hành động nho nhỏ đó nó có thể khác thường, nhưng mà Chúa muốn mình biến đổi. Trong khúc âm này là tập thứ hai nói biến đổi cái mà mình thấy nó gọi là không bình thường nhưng khác thường một tí đấy, mà nó đổi sẽ tốt hơn cho mình. Cho nên thánh Augustine nói rằng lạy Chúa, nếu có thể được thì xin cho con thay đổi cái mà con biết nó tốt thay đổi, và nếu cái nào mà con không thể thay đổi được lại ngược lại, thì xin cho con cái ơn chấp nhận nó. Nên có những cái mình có thể thay đổi biến đổi được thì hãy làm, còn những gì mà không biến đổi thì phải bó tay thôi. Là gì? Sinh lão bệnh tử, tôi không muốn chết nhưng mà nó đến thì tôi phải chịu theo, thì biết làm sao bây giờ? Thì bây giờ cái đấy nó ý nghĩa làm sao? Là cái đinh dài là to nhất là về không, tôi thích cái đinh của tôi, cái đinh của cháu to ở của tôi còn sao cháu hồn thế, cháu lại được cái đinh sắc nhất dài cho bác tội nghiệp đóng xuống. Để quý vị thử lấy cái đấy, tôi nói phải giờ lên, giơ lên. Tôi muốn quý vị ông chị em biến đổi bằng cách càng hiểu rằng trên cái đinh của mình là nó rất là nhỏ. Quý vị thử đâm bằng cái tay trái của mình xem, feel it.
thử coi. Đau lắm đúng không? Làm lại một lần nữa, làm nhẹ thôi, đừng có xuyên qua, đừng có thật thà, có mà đâm thấu qua con tay mình, đâm nhẹ thôi. Tôi đều nói là hôm nay để yếu tố tâm lý, mình phải thử, mình biết sau đêm nay, sau ngày này, mình sẽ thích khác cuộc đời mình khác. À, mình đã xin lỗi bằng lời nói rồi, và bây giờ mình cảm thấy cái hành động. Nếu mình không hành động mà thay đổi, thì nó đau đau giống như cái đinh đâm vào trong da thịt mình như vậy. Cho nên mỗi lần mình làm đau lòng người khác, nó giống như cây đinh mà đâm vào người mình, nó đau như vậy. Mình làm cho ông nóng lên thì ông lại chửi lại mình, rồi mình nóng lên mình lại chửi lại ông đó thì cũng càng đau. Cho nên đau càng đau. Và cái đau này, cái đinh này mình còn nhắc nhở là cái tội của mình làm cho mình đau như thế này thì cũng làm cho con mình đau như thế, cho chồng mình như vậy, cho hàng xóm như vậy, cho cộng đoàn nó xào xáo như vậy, cho Trang nghĩa cái phải nhức đầu vân vân như vậy. Rồi Chúa chịu đóng đinh, Ngài bị biết bao nhiêu, không phải chỉ một đinh đâm thấu mình mới ấn như vậy mà đã đau như thế này rồi. Huống hồ mà Chúa bị đâm thấu qua như vậy, tội nghiệp Chúa. Bác cái tưởng tượng đấy, nhờ cái này mà hôm nay tôi hiểu được Chúa chịu đau đớn như thế nào vì tôi. Nhờ cái đâm đau này mà nhắc nhở cho tôi là bao nhiêu ngày tháng qua tôi đã làm đau lòng người khác như thế nào và nguy hiểm thế nào. Mà nhiều khi không phải là một cái tinh mới có một cái đâu, mà nếu 5 cái, 10 cái, 100 cái, 1000 cái đâm thấu vào thì tôi thử hỏi nó còn như thế nào. Và bây giờ tôi biến đổi, hôm nay tôi có muốn cho ra những cái đau đinh này giao lại cho Chúa, vì Chúa nói tất cả hãy đến với ta những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta. Các bạn biết con bò không? Con bò Việt Nam hả? Nó cày. Cái mạnh nhất của con bò là cái gì? Đúng không? Cái cây cày mà đặt trên đây là gọi mình gọi là ách đúng không? Đấy. Hãy mang lấy ách của ta là cái gì? Là lấy cái sự sức mạnh nhất mà ta có cho con. Giống như con cày bừa mà con dùng con bò, mà lấy cái sức mạnh nhất của con bò để nó cày bừa mà nó giúp cho con thêm nhiều hoa lợi. Ta muốn con sinh nhiều hoa lợi như vậy, hãy lấy cái sức mạnh của con để bù lấp cái yếu đuối của con. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta. Và cái phương cách mà thành công nhất không phải là con phải hùng hổ nóng giận ta đây làm dữ dằn. Phương cách đó là và hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Chứ không dạy được dữ tợn, hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Bởi vì không phải vì hiền lành và khiêm nhường này mà chúng con đã mê nhau hay sao? Cho nên tiếng Mỹ nó gọi là gentleman and gentle lady. Nó đâu bảo là dữ tợn lady đâu, là dữ tợn là gentleman không không? Mình nói là gentleman and lady. Sự ngọt ngào, yếu điệu thục nữ, quân tử hiếu cầu. Con hãy mang lấy cái sự hiền lành, nhu mì nhẹ nhàng đó, trao hết cho ta cái đinh đó để ta gánh tội trần gian. Ta đến gánh tội cho con. Và bây giờ cha hỏi, what's your problem? Nhìn mặt nó buồn quá. What's your problem? Nó bảo, mami ơi, hôm nay con thấy người nó đau thế này, nó chia sẻ với mami cái nỗi đau đó. Và mami buồn vã đưa đi gặp bác sĩ. Bác sĩ cho một viên thuốc uống hết, lấy hết cái bệnh đó. Mami bảo chứ, honey, con, what's your problem? Nó bảo, no more problem. Hay không? Cái anh ấy còn là còn có vấn đề gì vậy? Nó mới nói mẹ ơi con bị bệnh thế này đấy. Nghe bảo chứ, ở đi khám bác sĩ cho thuốc sao? Hết. Giờ con có gì không? Dạ không, không còn gì nữa, không còn vấn đề gì nữa. Thì đó là ý nghĩa. Mình cho Chúa hết tất cả rồi không? What's going on? What's your problem? Con có vấn đề gì vậy? Mình chia sẻ với Chúa con có này, con đang bực dọc với chồng con này, với vợ con này, với chính bản thân con vân vân. Chúa bảo, cho ta cái đó đi. Cho Chúa cái đó đi. Bây giờ cái đinh này này, là những cái gì? Khắc khoải bố rối. Tí là chúng ta có một cái nghi thức, đó là đứng lên, đi lên bốn hướng khắp hướng nhé, thập giá, và chúng tôi sẽ rước đặt như này. Tôi muốn bạn chị em đi lên nghĩ đến những cái tội của mình, những cái tội mình lên án cho người khác, những cái gì mình muốn thay đổi cho cuộc sống của gia đình mình hạnh phúc hơn, những cái gì mà mình muốn cuộc sống mình êm ái hơn, thiên đàng hơn, vui vẻ hơn, nói với Chúa. Từ vì cái này mà bao nhiêu năm qua, vì cái này mà nó làm cho con trong bao nhiêu năm qua sống trong sự khắc khoải, lo âu, buồn phiền. Hôm nay con lên
con trao cho Chúa hết, bởi vì Chúa muốn và Chúa nói hãy trao cho Chúa, con trao cho Chúa hết. Và con trao để ngay lại những cái cho Chúa hết. Và con chuyển qua Chúa nói trong bài phúc âm thứ tư và mùa thứ năm. Thứ tư là ta là ánh sáng thế gian. Và thứ năm Chúa nói là gì? Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống. Trước khi vào tuần thánh, cái bài phúc âm về là sự sống. Rồi tuần tới là ta là ánh sáng thế gian. Chúng ta mở mắt người mù. Hôm nay Chúa mở mắt con và con nhận ra được điều có phải cho Chúa thì cuộc sống của con mới biến đổi. Và sau đó con có sự sống. Còn bài đọc thứ ba thì trong phúc âm tôi sẽ giảng sau. Hôm nay con cho Chúa hết. Hóa mục trần gian con cho Chúa hết. Con lấy Chúa về để con có thiên đàng trần thế. Chúa đi với con. Hôm qua mình nói rồi, ở đâu có Chúa ở đó có thiên đàng. Ở đâu có thiên đàng thì ở đó có tình yêu. Và ở đâu có tình yêu thì ở đó có Chúa. Bởi vì Chúa nói là Chúa là tình yêu. Và ai sống trong tình yêu, sống trong Thiên Chúa, lặp lại là nữa coi. Ở đâu có Thiên Chúa thì ở đó có, ở đâu có thiên đàng thì ở đó có tình yêu. Ở đâu có tình yêu thì ở đó có Chúa. Hôm nay con muốn lấy đó, mang Chúa về. Đốt nén, tôi muốn bạn chẳng cầm trên tay của mình, phiêu Chúa, cảm Chúa trong cuộc đời của mình. Sự sống mới mà Chúa mặc cho tôi ngày hôm nay như thế nào. Nhớ chưa, nhớ tôi chắc chưa? Cầm cây đinh đó suy niệm. Và bây giờ chúng ta cùng thinh lặng nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại, hãy đứng nhìn tôi. Tôi biết tôi đẹp trai rồi, nhưng mà đứng nhìn. Cái con tôi nhờ xấu nhất trên thế gian này. Nhìn lại những người nào làm cho mình cảm thấy ai oán, tức giận, sắc bén, đau đớn như cây đinh này và đâm cho thấy thịt người. Tôi cho hết vào cây đinh đó. Tôi dồn hết tất cả những cái nỗi bực dọc và khó chịu đó vào cây đinh. Nhắm mắt nha, tất cả mọi người nhắm mắt vào cầm cây đinh. Nhắm mắt hết, đừng có mở mắt ra kia. Tôi nói mở là mở, tin tôi đi. Làm vậy thì mới xin Chúa biến đổi tôi. Xin Chúa giúp cho tôi đảm. Núi đồi gồ ghề, ngài vác lên thanh gian nặng nề. Vì tội nhân thế nên chấp nhận hiến tế thân mình, chấp nhận đóng đinh, chịu khổ hình cứu độ nhân sinh. Kì bọn lính canh, thằng đấm đánh đứa tranh vù roi. Kẻ thì nhạo tôi, thằng soi mói buông lời nói gian ngoan. Tội nghiệp nhai quá, ai mau trông xa, thằng sát đưa tàn. Đâu đội gai bao tàn, chịu nỗi đau nghiệt oan cho tội trần gian. Mau rửa tội ta, chính người ấy.
bước chân mình cùng lên đỉnh đồi Cam Thê, bàn chân tái tê, ta nghĩ về người khó hơn ta. Mình buồn vì ai thì cũng hiểu có ai buồn mình đổ tội cho ai cũng có người đổ tội cho ta. Cho Chúa ước lên là cho Chúa hết rồi, sau đó những ngày cho nó cái nén là sự sống của Chúa. Và cái chân Chúa quý vị có thể đi lên bất cứ bốn tiếng hô chỗ nào mình thấy, chỗ nào mình thấy cao nhất trong cuộc đời mình khôn ở chỗ đó, mình nói Chúa yêu con, Chúa cho con có sức mạnh để chữa con có bị bệnh chỗ này, con cảm thấy khó chịu chỗ nào, xin Chúa cứu và thương con. Trở ra quý vị nó ra hết cho Chúa nhé, để nó cởi ra một cái này. Và cứ tiến lên từ từ, có làm gì có đi hướng nào đâu, có tất cả mọi người cùng đi lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Không xong rồi. Gia đình con mà bao nhiêu năm nay con nghĩ hạnh phúc như về tan hoang hết rồi. Kinh tế đang đi xuống. Thằng con trai của con bị bất chốt. Đứa con gái của con tiệm nail cũng bị lôi luôn rồi. Đại khái là gia đình con sắp sửa. Trong thời kiệt quệ và nguy hiểm quá. Rồi con biết bao nhiêu tiền rồi, con cũng đã bán dần và đứa trai con giúp cho nó rồi. Làm vốn mà cũng không xong. Còn ở nhà đang ở, đang lo quá. Con chắc phải bán để giúp cho con cái của con. Sang ngày hôm sau bà lại đến: chú ơi, cứu con. Giúp con phương cách nào để cứu con chứ để càng ngày càng tới nữa. Nếu không xong là coi như ngày mai gia đình mấy đứa con của con, cháu con ra ngoài đường ở, tội nghiệp chúng nó lắm. Chú ơi, chú biết thông cảm và hiểu cho cái người mẹ này. Chú hiểu không? Chú là cái người hiểu được cái nỗi tâm trạng của cái bà già này không chú? Làm sao mà trước khi con chết con muốn để lại cái thấy được con cháu của con được sống vui hạnh phúc, để cho cái người già này đi một cách an lành không sao. Bà bước đi, chợt nhớ lại, bà nói: à, con nhớ rồi, Super Loto hôm nay là 400 triệu đô la. Con nghĩ cách này là hay nhất, chú chẳng phải mất thời gian gì hết, chú hãy cho con trúng xổ số là chắc ăn nhất. Còn cho chúng nó một hai triệu thôi, chúng nó làm vốn. Bao nhiêu con cho chú xây nhà thờ cho người nghèo đại khai trang nghĩa có hồ hào, trả tiền hít tiền nhít không sao mà cho hết. Tôi bảo trước vậy, see you tomorrow. Con đi về ngày mai, con sẽ có tin vui cho chú, bởi vì con tin lắm, con tin là Chúa làm phép lạ. Và Chúa rất là tốt với con, và trong cuộc đời con nhiều cái con xin Chúa đã cho hết rồi. Và nên con tin lần này chắc chắn là Chúa sẽ cho. Con lần nữa thôi mà, 400 triệu đối với Chúa ý nghĩa gì, lo gì, cho con chung. Bà đi về. Ngày hôm sau bà ấy xuống. Hôm nay nó lên 450 triệu rồi mà sao không cho con chung? À, con hiểu rồi, Chúa muốn cho con chung hơn nữa cả. Tạ ơn Chúa. Rồi, con đi về, ngày mai. Rồi con nói nếu mà không cho con chung, con sẽ bỏ đạo. Đây là lần cuối cùng, lần này lần thứ tư rồi đấy, không được. Không cho con chung là con bỏ đạo. Đừng có tưởng người già này không có là ăn thua đủ với Chúa trong vấn đề như thanh niên, nhưng mà con sẽ bỏ đạo. Mà con bỏ đạo thì con cháu con nó cũng mất lòng tin và bỏ đạo theo. Con không muốn mà tại vì Chúa làm điều đó. Bỏ thừa. Thế mà làm về câu chuyện đó. Bà đi về. Sáng sau bà trở lại, chẳng chúng. Bà bắt đầu nói: tại sao Chúa tàn nhẫn quá? Không hiểu nổi đau khổ của một người.
người mẹ và một người bà như thế này. Chúa ơi, tại sao Ngài tàn nhẫn như vậy? Tôi không bao giờ đọc từ chuyển cha con thành tôi. Tôi nói cho Ngài biết, từ bây giờ trở đi, và Ngài sẽ không bao giờ nhìn thấy cái con già này đến mà quỳ ở đây mà đi lễ Ngài nữa đâu. Không bao giờ. Bà ngoắt mẹo đứng lên, bước đi về. Tự nhiên bà thấy có gì là ánh sáng lạ chiếu ở cái thằng nào mà còn phá ra mà đẹp. Quay lại thì trên nhà tạm ánh sáng chiếu xuống. Bà nói đệ đang làm cái trò gì đây? Tự nhiên có một tiếng nói nhẹ nhàng, ơi làm sao ta có thể làm phép lạ được? Cái mà con muốn ta làm phép lạ nó khó quá. Nó khó ở chỗ là con không có cộng tác. Làm sao con có thể trúng xổ số được khi mà con không mua xổ số? Con cứ chửi mắng và la dày bao nhiêu mà con có mua xổ số không? Đâu xổ số con đâu? Mình gắm cắm trách ổng đấy. Muốn đòi trúng xổ số mà không bao giờ mua xổ số. Hôm nay người đàn bà với sự khác biệt chăng nữa giữa người Do Thái và người Samaritan, nhưng mà đã hiểu được cái message của Thiên Chúa, mục đích của Ngài sau khi dùng một miếng nước. Nếu bà tin và chia sẻ cái miếng nước đó cho cái người lạ này, nhưng mà trong cái người lạ này có một cái gì đó khác thường. Người này có thể cho mình một thứ nước thành sông uống vào không bao giờ khác. Và cái mà bà được an ủi ở đây chắc chắn không phải chỉ là nước, mà là cái sự an ủi triền miên. Who know? Người đàn bà này sống trong sự cô độc, buồn phiền và chán nản, bị người ta khinh chê bỏ rơi bởi vì bà này đã có tới 4 đời chồng. Nghe có quen can không? Chúng ta trong cuộc sống hàng ngày nhìn á, mày biết chuyện gì chưa? Chuyện gì vậy? Con ấy nó mới bỏ chồng ấy. Mày hả? Bỏ thằng nào, con nào vậy? Tìm cho ra. Rồi nói gì nó sầm phía sau làm cho người ta ngại quá không đi lễ nữa. 2 năm sau, nghe lời các cha giảng tĩnh tâm, những người nghĩ lại thôi, bỏ qua đi về. Người ta vừa về, ngồi xuống. Thế có người bạn không đi lễ lại đi về rồi chứ. Mày biết gì chưa? Biết gì vậy? Đi con Thảo 2 năm trước đó, ai thì Thảo? Tôi phải hỏi trước, tôi xin lỗi, tôi không biết nha. Đừng có đổi. Cái con Thảo 2 năm trước tao nói mày đó. Con Thảo, cái con ai mà nó bỏ chồng đó? Cái thằng Nghĩa đó, nó bỏ Nghĩa đó nhá. Con nó chà. Bây giờ nó bỏ thằng Nghĩa nó theo thằng Tiến lên rồi. Vậy hả? Cái con nó về vậy? Dám gì vậy? Dám về này kia vậy hả? Nó rồi có phép chưa mà nhóm ăn ở với nhau? Tại sao nó ăn ở? Thế nói con chắc tao thấy bụng tao to có bầu rồi đấy. Thế này kia. Phi chuyện. Tưởng tượng. Biết đâu cái người này cũng đã bị hiểu lầm, bị khinh chê, bị coi thường trong chính xã hội và trong chính cộng đoàn của cô ta. Biết đâu cũng có nói là lúc đó 2-3 người con gái đi đến nước có một mình bà. Who knows? Bà lén lút bởi vì không có ai thông cảm với bà. Và có lẽ những người bạn bà đã từng chia sẻ đồng tay đồng trang lứa tuổi, bà đã từng thương nhưng mà vì yêu đuối của mình vân vân, đã không thông cảm với bà nữa, cho nên bà không động đi lấy nước của mình. Lạ lùng, cái người này, thanh niên này không phải là những người thanh niên trong làng mà hiểu câu chuyện của bà. Người này lạ mắt bà chưa bao giờ gặp. Thế mà người này biết hết cả tiểu sử cuộc đời của bà, mà lại không chê cái người đàn bà này, lại đến an ủi bà, nói chuyện với bà như một người rất bình thường. Những người không có tội, không biết cái tội người ta mà đã có sự khác biệt, bằng chứng là chính bà. Tại sao ông là người Do Thái mà xin tôi nước lại là một người đàn bà? Người Việt Nam mình nói nam nữ thọ thọ mất. Và cái ông này lạ lùng, ông lại vượt qua được lễ giáo, điều thứ nhất, vượt qua lễ giáo để đến với nhau, vượt qua sự khác biệt để đến với nhau, vượt qua được luôn những ngay cái lỗi lầm yếu đuối của nhau để bao dung thông cảm và chia sẻ đến với nhau.
Bởi vì tình yêu của Thiên Chúa bao la như biển cả đại dương. Cho nên dù đôi tay của chúng ta có dơ bẩn cỡ nào, chúng ta rửa sạch cũng hết. Dù tội chúng ta có lớn như thế đại những tảng đá lớn, dù ở bà nó có phạm tội cỡ nào, nhưng mà nếu ném vào thì tôi đố ai có thể chôn lấp được biển cả đại dương. Cho vấn đề không phải là tội của con bao nhiêu là vấn, nhưng mà vấn đề là tình yêu của ta bao sâu và bao rộng để bao che và ôm lấy cái khối yếu đuối tội lỗi. Vấn đề không phải là tội lỗi chúng ta bao nhiêu và yếu đuối của chúng ta bao sâu. Vấn đề là tôi có trái tim đủ sâu, đủ rộng, đủ dài, đủ nhiều để ôm ấp và cho chồng, cho con, cho vợ, cho cháu, cho ông, cho bà, cho cha nghĩa, cho cha tiên linh, cho cha này, cho cha kia, tất cả những lỗi lầm của nhau hay không? Đó là điều mà Chúa muốn. Bà có muốn không? Bà có tin không? Và bà đã tin, xin cho con nước đấy. Và bắt đầu bà cảm thấy tự tin hơn. Và câu chuyện thứ hai mới thấy thích và thích. Bà không còn phải đi lấy nước một mình và tránh hay là cái gì nữa. Bà chạy về trong làng, khoe với mọi người, ra đây coi, ra đây coi, một người là đại khái lạc. Tuyệt vời lắm. Mọi người ra nghe lời Chúa biến đổi. Bà cũng thích giống như bà. Và họ nói cũng phải chỉ vì bà lời nói như vậy. Bởi vì cuộc sống của bà không có gì để chứng minh cho chúng tôi là bà hoàn hảo hơn cả. Nhưng mà vì chúng tôi thấy và chúng tôi tin. Ba thằng cùng nhậu. Tôi cái hay cho cái từ nhậu. Để giới trẻ thấy rằng tôi cũng lại chịu chơi, không chơi chịu. Rồi lâu lâu thấy ông cha tiên linh chịu chơi mới tâm sự. Chúng tôi nhiều câu chuyện. Tôi không, ở ngoài đời nhiều khi có bà tám. Vô tình tôi cái tật như thế trở thành ông chín mà mình không biết. Biết nhiều chuyện. Ba thằng nhậu chia sẻ vui vẻ vân vân như nhau. Tự nhiên khát nước. Chết bỏ rồi. Cửa thì đóng, quán xá đóng hết rồi. Ba thằng nghêu ngao bây giờ uống mà rượu cũng đã hết. Và ba thằng xe xỉ mà khát nước quá. Bây giờ làm sao đây? Tìm nước không ra thế ba cân đi. Tạ ơn Chúa sao tự nhiên có một cơn mưa rào vừa đổ xuống. Ba thằng bảo thế để làm. Vừa rồi ra ngoài hứng nước mưa uống. Thế là ba thằng đều hứng. Hai thằng cứ uống cùng trong nhà nước mưa. Có nhờ say xỉn, có nhờ không có nước kia mà biết uống được cái dòng nước mưa nó ngọt khác thường hơn những nước bình thường diễn ra khác vậy. Tự nhiên cái thằng thứ ba nó chửi thề, tôi không dám nói ra. Đại khái là cái gì tao làm, chúng mày cứ nói sao tao già mà làm, tao hứng hoài là cái nước vậy đâu. Hai thằng kia bảo đâu, nước này tao mới uống xong một nước hứng hoài lấy này nó tao uống nó khô cả chẳng nói gì hết. Để tao hứng lại coi. Ê, hứng chẳng thấy cái gì nữa. Hai thằng kia nó nhìn lại vỗ tay, mày ơi mày say quá rồi. Làm sao mày hứng được nước khi mà cái ly của mày nó lại upside down. Hai người ta uống ly nước, người ta đựng nước bằng cái ly như vậy. Mày lại đi đựng nước bằng cái ly như vậy. Thì làm sao mà nước mưa nào mà rớt cho được, cho vào được. Mày quá xỉn rồi, đặt lại đi. Đặt lại. Chờ một chút. Uống thử coi. Uống vào. Có nước chưa? Nhiều khi cuộc đời của chúng ta say xỉn trong men say của sự giận hờn, trong men say của sự tức tối, trong men say của sự oán hận, trong men say của sự căm thù, trong men say chỉ nhìn thấy người ta lỗi lầm và giơ ngón tay chỉ người này, chỉ người kia và chỉ riết rồi say thành một cái thói quen. Nói láo cũng là một thói quen. Chửi thề cũng là một thói quen. Đi hát nhiều. Và nói nhiều cũng là một thói quen. Nhiều khi con cứ nói tôi thì đầu nữa cái gì hình như con cũng trẻ mà sao không có cái miệng con già.
đôi lúc rào miệng cũng là một cái thói quen. Bây giờ mình phải xin Chúa cho con được tỉnh, tỉnh giấc để mở lòng mình, hứng lấy nước suối và mưa nguồn đổ trong lòng chúng ta và uống Chúa vào, cho Chúa vào trong cuộc sống của chúng ta và chúng ta bắt đầu biến đổi và trở nên tốt hơn. Cuộc đời chúng ta vui hơn, hạnh phúc hơn, thoải mái hơn và không cần phải chết mới có được thiên đàng. Và tại sao chúng ta trong tuần thánh quan trọng về việc Chúa chịu chết? Tôi diễn lại nhiều cái, tôi biết là nhiều cộng đoàn không có cơ hội mà mừng lễ để chúng ta một nhật thời ở Mỹ, cho nên không có cơ hội diễn lại thứ sáu, cho nên cái nghi thức như vậy ý nghĩa cho chúng ta ôn lại và feel được cái tình yêu của Thiên Chúa chết. Tại sao chúng ta nén và tin vào Chúa? Tại sao chúng ta lại không tin vào nhau? Tại sao chúng ta phải đến nhà thờ này? Thì tôi diễn giải quý vị. Có ai học chứng ngờ, ai nghĩ rằng tuổi thơ sẽ qua chẳng ai cầu ước già, đọc lại lần nữa nhé. Nhưng tuổi già cũng qua trong đời, dẫu ta chẳng nghĩ tới, chẳng mong đợi, chết cũng đến nơi. Mọi thời khắc bạn ơi, còn gì hơn được sống thảnh thơi. Dẫu ai tài, ai sắc, ai sang, giàu, ai khỏe, ai đau, vì già trẻ bằng nhau, chờ mà đã gọi thì về dạ mà về mau. Cái ân oán làm cho ta mù quáng và quên đi mất rằng mình thay vì phải vui mỗi ngày sống, mình cần vui. Mà mình không sống vui thì là mỗi ngày mình bị chết đi một ngày. Thì cái ngày, cái sự chết tự động nó sẽ đến, và sự sống mỗi ngày mỗi mất đi nếu mình không sống. Cho nên tứ khổ nó đến với chúng ta không chạy được. Quan trọng là mình biết điều đó và mình muốn sống những ngày còn lại cho nó trọn vẹn, vui vẻ và hạnh phúc. Và ngày hôm nay con tin vào Chúa và con không tìm những người khác. Bởi vì tất cả mọi người chúng con sinh ra là để sống. Nhưng mà dù có 200, 300 căn nhà hoặc tỷ, hoặc trăm, đại khái như vậy, nhưng mà thành công rồi, sống rồi là gì? Rồi cũng là chết. Nhưng mà nếu chúng ta sống mỗi ngày mà để tìm cái chết thì cuộc sống của chúng ta trở nên rất là bi quan, bắc hoại và stress, chán lắm. Sống để làm gì? Làm đến đã rồi cũng chết. Thôi chết sớm cho rồi. Cho nên những người không có lòng hy vọng thì tự mình đi tự tử, tự mình uống thuốc hành hạ mình, giận hờn chồng hành hạ, tôi hành hạ mình cho ông biết là tôi giận ông. Đại khái như vậy. Tôi cho bà biết là tôi giận bà, đi trả thù bà, phải đánh bà cho thua hết tài sản, vân vân như vậy. Để làm gì? Có một người ngày hôm nay, nếu chúng ta tìm cái chết trong cõi chết thì chúng ta ra ngoài nghĩa địa cả hàng trăm hàng ngàn người chết cứ lôi họ lên mà tâm sự. Và chúng ta không làm điều đó. Chúng ta cần Chúa là bởi vì ở trong cái thánh đường này, trong cái ngôi nhà thờ này, có một người và một người duy nhất cho cả toàn thế giới. Ông ta đã từng sinh ra, lớn lên, sinh ra để sống, làm việc vân vân. Và rồi ông ta cũng như bao nhiêu người khác, sinh ra để sống, sống rồi để chết. Nhưng mà lạ lùng ở trong cái ông này, cái ông mà cái người đàn bà gặp gỡ này, ông ta sinh ra để sống, sống rồi để chết, mà chết rồi lại sống. Kỳ diệu quá, cho nên chúng ta phải đến và tin. Vì trong cái người này, không phải tin vì ông cha hay là cái người này hàng xóm hay gì vân vân, mà tin là bởi vì tôi muốn tiếp tục sống, và khi tôi chết tôi vẫn còn được sống. Kết thúc bài chia sẻ ngày hôm nay của tất cả quý bà anh chị em, con sẽ không có cơ hội để nói chuyện với quý vị nữa tại khá dài. Con gửi lại quý bà anh chị em một cái bài thơ con gọi là Lạc Quan Thơ, để quý vị sống giống như là sự sống phục sinh của Chúa trong cuộc đời của mình và mãi mãi. Trời rằng trời bảo ai ơi, vui sống giữa đời chớ có bi quan, dẫu cho đau khổ ngút ngàn chớ than chớ trách thân phận mình. Cuộc đời có chút điêu linh, vẫn còn chút khát quang vinh đợi chờ. Vậy ta chớ có hững hờ, bỏ lơ cuộc sống mộng mơ mỗi ngày. Hãy vui cho trọn hôm nay, kẻo mai lại tiếc ô hay chẳng còn. Đời người nhiều những vết son, chứ đâu chỉ có còn con nỗi sầu. Ai làm ta phải buồn rầu, thì ta coi nhẹ trách đâu mấy người. Thế sự ngăn cản ta cười, lạc quan coi nhẹ gấp 10 mà cười thêm. Phúc thay cuộc sống ấm êm, bình tâm vững chí thắm thêm tình đồng. Ở đời đừng có suy nghĩ viễn vông,
tìm theo vật chất, chạy theo tiền tài. Bởi vì ai biết tương lai, cái nghiệp tai biến sức dai cũng đành. Chỉ nguyện sống kiếp lòng thành, lạc quan ta sống, và mộng lành ta mơ, trông chờ vào tình yêu của Thiên Chúa đến cứu ta và cho ta cuộc sống hiện tại, hiện tại và mai sau. Về đây mau, hãy về đây mau, về đây mau, về cùng cha nhận ơn thứ tha. Máu của ta trên thập tự giá rửa sạch tội trần gian. Về đây mau hỡi người bi quan, người gian nan chẳng ai sẽ san. Người thông minh tài chi bất an, người thành công nhưng tâm can chẳng vui. Về đây. Vì này ta đến kiếm tìm chiến lạc, vì này ta xuống thế chữa lành người ốm đau. Ta đến để phục vụ, ta đến đem yêu thương, ta đến làm bạn đường cùng ai lạc lõng tơ vương. Hãy đến cùng ta hỡi kẻ khó khăn, ai người gánh nặng ta sẽ bổ sung. Hãy học cùng ta vì ta hiền lành, hãy học cùng ta vì ta khiêm nhu trong lòng. Về đây mau, ai bị nhục khi, ai bị nhục khi, người mang thai sợ đau lúc sinh, người cùng đinh nghèo khó khổ đau, người thân yêu buồn khóc mất nhau, người mệt mỏi nỗi lo làm giàu. Về đây mau, ai bị ngược đãi, bị ngược đãi, người già nua điểm xương mái đau, người cô đơn tủi thân bấy lâu, người đã lỡ yêu đuối tội sâu. Về đây này ta đến kiếm tìm chiến lạc, vì này ta xuống thế chữa lành người ốm đau. Ta đến để phục vụ, ta đến đem yêu thương, ta đến làm bạn đường cùng ai lạc lõng tơ vương. Hãy đến cùng ta hỡi kẻ khó khăn, ai người gánh nặng ta sẽ bổ sức. Hãy học cùng ta vì ta hiền lành, hãy học cùng ta vì ta khiêm nhu trong lòng. Về đây mau, ai bị nhục khi, ai bị nhục khi, người mang thai sợ đau lúc sinh, người cùng đinh nghèo khó khổ đau, người thân yêu buồn khóc mất nhau, người mệt mỏi nỗi lo làm giàu. Về đây mau, ai bị ngược đãi, người già nua điểm xương mái đau, người cô đơn tủi thân bấy lâu, người đã lỡ yêu đuối tội sâu. Về đây mau, người đã lỡ yêu đuối tội sâu. Về đây mau, người đã lỡ yêu đuối tội sâu.